Bà xã Cường Đô La khoe khoảnh khắc con gái điệu đà, ngoại hình xinh xắn gây lụy tim. Loạt khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của con gái Cường Đô La đang gây sốt. Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Cường Đô La và Đàm Thu Trang được nhiều người ngưỡng mộ. Về phía Su Chin, từ khi mới lọt lòng, cô bé đã ngậm thìa vàng khi được bố mẹ tạo dựng một cuộc sống đầy đủ vật chất. Càng ngày nhóc tì cũng được nhiều người yêu mến vì độ đáng yêu khó cưỡng. Su Chin nhà Cường Đô La được nhiều người yêu mến. Vào tối ngày 20 tháng 10 trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô La đăng tải một đoạn clip vô cùng đáng yêu của ái nữ nhà mình. Trong đoạn clip này, con gái Cường Đô La gây sốt với khoảnh khắc xoay người xinh hệt công chúa. Vì sở hữu gương mặt xinh xắn, cô bé cũng khiến nhiều người phải lụi tim. Bên cạnh đó, khi diện váy, Su Chin ngày càng ra dáng thiếu nữ. Trong thời gian tháng 5 2023, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã tiếp tục đón em bé thứ hai là Su Tin chào đời. Khi được lên chức chị, Su Chin cũng đã ngày càng hiểu chuyện và rất tình cảm với mẹ. Bà xã Cường Đô La cũng luôn cố gắng dành thời gian cho các nhóc tì để cô bé không cảm thấy tủi thân. Loạt khoảnh khắc xinh xắn của ái nữ gây sốt. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.